Trước tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra máy cũ. Thầy mời một bạn đọc đầu bài. Bạn nào biết câu này? Vâng. Bạn nam nhé. Các bạn hãy chọn ý nào? Ý C. À, bạn nào muốn xem bạn này các bạn? Bạn hãy trả lời thế chưa? Cho em ý nào? Em thật trả lời là trả lời A. A, vâng. Đang kiểm tra kết quả nhá. A, đúng chưa các bạn? Câu hỏi tiếp theo. Bạn nào đọc cho thầy nào? Rồi, mời bạn nào. Có như thế nào nhỉ? Chúng ta ai biết nào? Bạn nam ở cuối lớp thế nào? Hai lần A và hai lần O và hai lần E. Bạn trả lời như vậy. Bạn nào bạn nhận xét cho thầy sao bạn này trả lời như thế đúng không? Ta kiểm tra kết quả nhá. Nếu mà muốn thêm mũ cho các cái chữ để thành chữ ớ, chữ O và chữ E thì chúng ta sẽ có hai lần cái chữ đó, phải không? Tốt, còn một câu nữa nào. Bạn nào đọc cho thầy? Mời bạn này đọc là câu hỏi. Bạn biết như thế đúng chưa nhỉ? Chưa? Rồi nhỉ? Nhưng mà giờ chỗ này còn thiếu cái dấu phẩy nữa, đúng không? Nhưng mà vẫn bạn cũng rất là đáng khen và đã có được chữ cái có dấu rồi đấy. À, cả lớp các bạn chẳng có hai nào. Đây là chúng ta đã học bài có chữ cái mà có dấu bài trước. Trong tiếng Việt thì chúng ta biết là còn có các cái dấu thanh nữa, không phải là riêng cái chữ cái có dấu. Để các bạn biết là cái dấu thanh là những cái dấu như thế nào nhỉ? Bạn nào cho thầy biết nào? Rồi, bạn đứng này à? Rồi, có dấu thanh gì nhỉ? Cái việc có dấu thanh gì nhỉ? Đúng chưa nhỉ? Cả lớp. Bạn trả lời như thế chính chưa? Trong tiếng Việt chúng ta còn có gì? Dấu sắc này, dấu huyền, dấu giá. Có hỏi dấu năng nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài có các dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu giá, dấu năng. Trong bài 1 thì bài đầu tiên, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học là có hai dấu trước, đó là dấu sắc và dấu huyền. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung học đó, hai cái dấu này.
Trước khi vào thì thầy sẽ cho các em xem một cái clip hướng dẫn chúng ta có cái dấu sắc và dấu huyền. Chúng ta quan sát và xem là để gõ được cái dấu sắc dấu huyền thì chương trình này sẽ hỗ trợ phải sử dụng cái phần mềm hỗ trợ gì để có thể gõ được ra dấu. Cái thứ hai là có hai kiểu gõ, là kiểu Delete và kiểu Mini, thì chúng ta theo một kiểu này chúng ta dùng cái chữ phím gì để nó tạo ra cái dấu đó. Nha, chúng ta quan sát nha. Clip này là dài khoảng 2-3 phút. Thank you.
chân thế này có thấy cái sự khác biệt của nó không? Rồi, lần lượt chúng ta đến đây là hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy trả lời ba câu hỏi mà thầy đã nêu lên từ đầu. Một là chúng ta nhìn thấy cái đã sử dụng chương trình gì đấy để hỗ trợ vào tiếng Việt đấy. Thì chúng ta sẽ dành 2 phút để chúng ta thảo luận nhóm đôi nhá. Dành 2 phút các bạn thảo luận xem là chương trình hỗ trợ là chương trình gì. Cái thứ hai là kiểu có tiên lệnh chúng ta dùng tiếng gì để chúng ta có kiểu khi đi dùng tiếng gì đó tạo ra dấu sắc và dấu tiếng Việt. Chúng ta thảo luận là bạn ví dụ đây cứ ví dụ bạn 5 người thì các bạn nhóm đôi này nó tham gia bên trong bạn là 6 người tôi cứ một đôi một trong máy các bạn nhé. Các bạn thảo luận trong 2 phút thôi. Thảo luận nhìn vào câu hỏi kia để thảo luận trả lời nhé. Đã được thành câu hỏi. Chào hai bạn đấy ơi. Thảo luận như vậy về của bạn nhé. Cá. Còn dấu huyền thì chúng ta viết chữ K và viết chữ S.
cách bỏ tiếng Việt theo kiểu tên lấy, mà chúng ta sẽ thường xuyên luyện tập theo kiểu này. Và kiểu thứ hai là kiểu có dấu kiểu Vini. Kiểu Vini thì các bạn vừa xem clip rồi các bạn thấy là kiểu Vini thì chúng ta có dấu theo kiểu bằng kim thị. Bạn nào biết ạ? À? Bạn nào bạn bạn nữ ạ? Bạn nữ cái này, đen đấy. Ừ, đúng rồi. Bạn nói to lên. Nào, hai bạn này chưa được. Số 1 có dấu gì? Dấu 2. Dấu 2. Dấu huyền, đúng không? Bạn nào nhận xét chưa? Rồi bạn nào đứng đây. Đúng chưa? Rồi bạn quan sát lên đây. Đối với dấu kiểu có mini thì chúng ta thấy có dấu sắc thì chúng ta số 1. Còn có dấu huyền thì số 2. Ví dụ chúng ta có chữ K và trên số 1 và cuối thì sẽ được chữ cá. Còn có chữ K mà trên số 2 và cuối thì sẽ được gì? Chữ cả. Và chúng ta nhìn thấy kết quả ở trên bảng là cách có dấu chữ Việt đối với hai dấu sắc và dấu huyền. Nào các bạn hãy trật tự đi, nói chuyện nhiều nhá. Thế bạn này nói chuyện nhiều tí thầy không thưởng đâu. Bạn nào nói chuyện nhiều thầy không thưởng đâu. Sau đây thì chúng ta sẽ thực hành. Thực hành thì chúng ta sẽ thực hành. Trước tiên là chúng ta sẽ bật máy lên thực hành để làm rõ cái nội dung mà chúng ta vừa phải tìm hiểu. Sao? Các bạn bật màn hình lên đi. Bật màn hình lên đi. Máy nào chưa bật thì bật lên. Bật màn hình lên này. Khởi động phần mềm Telex. Phần mềm là Unity để chuyển sang chế độ Telex. Sau chúng ta có phần mềm phần thảo viết các chữ gì trên bảng kia. Bài 1 nhá. Phía sau là bài 2, trường hợp mà bạn có xong rồi còn bài 2. Mở được phần này lên chưa? Chúng ta sẽ bỏ ra cái bài tập này nhá. Gõ đi, chúng ta bật phần mềm tiếng Việt lên để hỗ trợ này, xong rồi chúng ta gõ đi. Hai bạn thì chúng ta sẽ gõ với bạn một hàng, ví dụ một bạn là gõ hàng trên nhá. Và chú ý này, các bạn gõ hàng trên trước. Và đối với một bạn này là gõ dấu sắc, xong mà chúng ta hoàn thành chúng ta chuyển qua bên cạnh gõ dấu huyền. Các nhìn vào đây, chúng ta có là chúng ta chưa bật được phần mềm đi đi ở những cái lúc rồi. Chú ý nha, máy chúng ta đang ở chế độ mini thì vì vậy chúng ta phải chuyển sang cái chế độ Telex. Vậy thì cái phần nào là như thế này, các bạn vừa xem clip rồi phải không? Cả lớp
và thì trong nhóm bài kiểu tên lấy chúng ta mới có thể có được việc theo kiểu tên lấy kìa. Bạn nào chưa có ra tiếng Việt chúng ta chú ý này, chọn vào kiểu cái tam giác này rồi chọn vào tên lấy ở cái phần kiểu đó này nhá. Đấy chưa? Bao nhiêu bạn chọn được đến đây rồi? Có thể có được rồi. Đang có rồi cái gì? Để xem nào. Bạn này vẫn chưa lên hả? Vào đây, có được chưa? Vào đây, có được chưa? Có được, em phải bật cái ứng dụng kính trên đây. Có được chưa? Có được chưa? Có được chưa? Không không gọi tiếng Việt cho họ. À, chưa gọi được tiếng Việt cho tay lên thấy chưa nào? Đang gọi được rồi đúng không? Có đi con. Có đi. Được chưa? Đừng có bị to này. Bạn nào xong rồi lên làm cái này là cùng một tặng lại. Thank you.
này có đi.